Hello, Phương BV xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là trời mùa đông nhưng mà nắng rất là đẹp. Và hôm nay mình có một số chia sẻ về vấn đề học hành ở Mỹ. Một năm rồi mình mới trở lại trường của mình học. Và hôm nay chưa phải là vô trường để học. Bởi vì mùa tới mình học là tháng 1, thời gian cũng không còn lâu. Và hôm nay mình chia sẻ về vấn đề học phí của trường. Thì vấn đề học ở Mỹ này tiền nó cũng rất là nhiều chứ không phải ít. Cho nên thông thường là phải vừa học vừa làm. Hoặc là phải có tiền hỗ trợ của chính phủ. Hay là phải có cái mượn tiền của chính phủ. Thì hôm nay mình trở lại trường và có một cái vấn đề là tiền hỗ trợ của chính phủ. Không biết tại sao mà nó đã cấp, nó không cho mình nữa. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn là hồi xưa giờ mình học là tiền của chính phủ hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Thì ở Mỹ này á, nếu mà mình đi học mà mình không có đi làm, hoặc mình làm ít, gọi là thu nhập thấp, ở đây gọi là low income, thì khi mà mình đi học á, thì chính phủ sẽ hỗ trợ cho mình tiền. Thì cũng chia sẻ về cái con đường học của mình ở đây. Lúc đầu mình qua đây thì tiếng Anh của mình không có biết nhiều, cho nên là mình phải đi học tiếng Anh, vừa học tiếng Anh vừa lấy những cái lớp mà đơn giản, lớp basic về toán. Thì khi mà tiếng Anh mình không có biết nhiều nhưng mà mình học về toán thì nó cũng sẽ không khó khăn lắm. Thì lúc đầu á, mình muốn vô cái trường UC này, University of Cincinnati, là đây là một trong những trường công mà nó cũng có tiếng ở đây. Thì khi mà vô trường này á, hồi lúc mình mới qua thì mình vô trường thì nó đòi mình phải thi cái bằng TOEFL và được bao nhiêu điểm á, mấy trăm điểm á, thì nó mới chịu nhận vô. Thì mình thấy là tiếng Anh của mình chưa có nhiều, cho nên là mình mới qua một cái trường khác. Thì lúc trước mình có apply cho một cái trường là trường Miami University, là cái trường ở Ohio này luôn. Thì thực ra trường Miami ở main campus là ở Oxford thì nó cũng học phí rất là cao, cho nên là mình học ở cái một cái chi nhánh của Miami. Thì sau khi mình học mình apply vô á, thì mình cũng phải thi. Mình thi để thi gì? Để người ta coi cái trình độ tiếng Anh của mình như thế nào, để người ta sắp xếp cái lớp. Và sau khi mình thi vô cái trường Miami á, thì họ sắp cho mình lấy, người ta có những cái advisor, là những người mà hướng dẫn cho mình học á, để lấy những môn gì. Thì họ thấy cái tiếng Anh của mình, cho nên là họ cho mình học lớp ESL. Thì cái lớp ESL ở đây gọi là English Second Language, dành cho những người mà tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Thì những cái lớp này dành cho người nước ngoài. Thì ở trong trường đại học này nó có những cái lớp ESL này là miễn phí, mình không cần phải đóng tiền. Và bên cạnh đó thì mình bắt đầu mình lấy lớp, những cái lớp cơ bản. Nhưng mà chia sẻ một cái này rất là hay các bạn, là thực sự là mình không muốn học tại trường Miami này, mà mình muốn học tại trường UC đó. Cho nên là sau khi mình vô được cái trường Miami này á, thì mình phải lấy lớp, là mình phải coi theo cái chương trình của trường UC mà mình lấy lớp. Và khi mình lấy lớp á, mình phải lên cái trang mạng là Transferology đó, mình lên cái trang mạng Transferology.com này á, thì mình xem coi là cái môn học mình lấy ở bên trường Miami này, mình transfer qua bên UC này, nó có nhận 100% hay không. Nếu nó nhận 100% thì mình mới lấy lớp. Còn nếu là nó không nhận thì mình sẽ không lấy lớp. Đó, thì
đó là cái mục đích của mình là qua bên UC. Mình không muốn mất thời gian và không mất tiền thì mình phải lấy. Vì sau khi ở trên Miami á, nó cũng kêu mình lấy một số môn này môn kia nữa, chứ không phải là lấy những cái môn mà mình muốn không. Nhưng mà mình nói là tao sẽ nói thẳng luôn là tao sẽ chuyển đi trường khác, tao không có lấy những cái môn này. Tại vì mình lấy những cái môn đó thì nó tốn tiền, tốn thời gian của mình. Thì sau khi mình học á, nhưng mà nó có một cái áp lực là như thế này, là khi mình chuyển qua trường UC thì trường UC nó đòi hỏi là cái điểm GPA, là cái điểm trung bình của mình á, là phải từ 3 chấm trở lên nó mới nhận. Đó, cho nên là lúc mà mình học ở bên Miami là mình không có học full time mà mình học part time. Và sau khi mình lấy được 33 credit thì lúc đó của mình là 3 chấm mấy, trên 3 chấm, thì mình mới xin chuyển qua bên UC. Thì UC nó nhận vào. Mình nói với vấn đề mà học phí một chút xíu. Thì lúc trước mình học ở bên Miami á, là mình học part time. Và trường này nó là trường trường nhỏ, cho nên là học phí nó thấp. Cho nên là toàn bộ tiền học phí là chính phủ sẽ tài trợ cho mình hết. Mình không có đóng một cái đồng nào để mình học ở bên trường Miami. Nhưng khi bây giờ mình chuyển qua trường UC, khi chuyển qua trường UC á, thì học phí nó rất là cao. Thì lúc đó chính phủ nó không có tài trợ hết cho mình, mà nó chỉ tài trợ là 10.000 một năm thôi, còn là mình phải mượn. Và khi mượn tiền của chính phủ á, thì nó có hai loại. Một loại là subsidized và một loại là unsubsidized. Thì cái loại mà mượn tiền của chính phủ mà subsidized á, có nghĩa là có được hỗ trợ từ chính phủ, thì cái tiền này nó sẽ không tính lời trong thời gian mình đi học. Mà khi nào mình học xong ra trường 6 tháng sau thì nó mới bắt đầu tính lời. Lúc đó nó mới mình mới bắt đầu là trả tiền bill cho chính phủ. Và một loại nữa là một loại unsubsidized. Unsubsidized có nghĩa là mình mượn cái tiền này trong thời gian mình đi học, nó vẫn tính tiền lời, nhưng mà tiền lời này nó sẽ ít hơn những cái tiền lời khi mình mượn mua nhà hay là mượn làm cái gì khác. Thì cho nên là một số người á, họ lấy cái tiền này để họ có thể họ kinh doanh hay là họ làm cái gì khác nữa. Đó. Còn mình á, mình không có kinh doanh, mình không có, cho nên là mình mượn cái phần mà subsidized. Và hôm nay mình lên trường là vì lý do không biết tại sao mà trường nó cúp cái tiền hỗ trợ của chính phủ. Thì mình sẽ đi lên trường để xem như thế nào ha. Rồi, mời các bạn theo chân mình đi vào trường học như thế nào nha. Đây là trường UC. Thì trường này đào tạo ra rất là nhiều ngành. Thì trong đó có ngành bác sĩ. Bác sĩ ở đây cũng nổi tiếng. Đây ở trường này nó có một cái bệnh viện là UC Hospital. Thì cái bệnh viện này bác sĩ cũng rất là giỏi. À, nó có một cái nữa là children nữa. Một cái cho người lớn, một cái cho nít. Thì mình học ở đây được 3 năm rồi, nhưng mà chỉ có 2 năm học ở đây thôi, còn 1 năm là bị Covid, cho nên là bị học online. Người ta bây giờ người ta cũng còn học online. Anh trường vắng ve. Ở trước mặt mình đó là cái building đó là của ngành mình đang học.
bình thường. Rất là nhiều sinh viên ở đây nói rằng là giờ ra lớp đi đông nghẹt luôn, mà bây giờ chỉ có lát đát mấy người. Cái mình ở dưới là căng tin, cái nhà sách ở bên trong. Hiện tại bây giờ anh đóng cửa. Bây giờ mình đang đi tới cái trung tâm để hỗ trợ cho sinh viên trong cái vấn đề mà trường phí. Được, trường rất là rộng, đi bộ cũng mệt lắm. Sợ sinh viên của mình xài qua nó quên đúng hết. Rồi bây giờ ngồi chờ. Mới vừa đi vô chỗ mà hỗ trợ finance xong thì mình cũng hết hồn, là tại vì nó tự nhiên cái tiền mà của chính phủ hỗ trợ mình đi học nó bị cúp ngang. Học kỳ tới mình cái học phí nó đòi mình 6,000+. Hôm nay mình mới lên mình hỏi thử sự tình như thế nào. Thì ra là do là hồi năm rồi, là từ năm 2021 đến 2022 thì cái finance đó mình không có apply, mình không có renew, cho nên là nó cấp cái tiền đó. Và hiện tại bây giờ người ta nói là chỉ cần về điền cái finance nó sẽ tiếp tục cho mình cái tiền đó vốn hồ vốn vía. Nếu không mà đóng tiền mà luôn. Mình nhìn xe chữa lửa chạy đâu trong đây. Bây giờ bắt đầu đi bộ ra chỗ xe hồi lúc nãy. Mấy người này họ đi kiểm tra nước của mấy cái cột chữa lửa. Ở đây là bãi đậu xe. Mình chia sẻ với các bạn là bãi đậu xe trong trường này nó rất là gần, nó nằm ở trong cổng trường luôn. Nhưng mà muốn được vô cái bãi gửi xe này á thì phải trả một học kỳ của khoảng 500 đô. Thì mình ở đây tiết kiệm, mình không có mua cái thẻ để đậu xe ở đây, mà mình đậu ở ngoài đường. Và đậu ở ngoài đường nó cũng có cái nguy hiểm ngoài đường, nhưng mà xe mình thì nó cũ lắm rồi nên cũng không sao. Thường thường ở Mỹ này mà những cái chỗ mà thành phố lớn hay trung tâm thành phố lớn á, gọi là downtown của thành phố lớn, mấy cái này đậu xe bên ngoài, nhưng mà xe xịn thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà xe của mình cũ lắm rồi không sao, cho nên là mình đậu ngoài và chịu khó đi bộ khoảng 15 đến 20 phút mới tới vô lớp học. Đây thì ở trước cổng trường đi khoảng 15-20 phút thì ở đây nó có khu nhà. Thì khu nhà này mình có thể đậu xe, chỗ nào trống thì mình đậu vô. Nhưng mà nó khó cái là ở chỗ này là đậu parallel,
cho nên nó hơi khó đậu cho những người mà mới lái xe. Hồi lúc mình mới lên đây thì mình đậu cũng không quen, nhưng mà bây giờ mình cũng quen rồi. Cái đậu những cái chỗ này là mình không tốn tiền nhưng mà phải đi bộ xa. Đó là chia sẻ. Thì cái này khi nào đậu ngoài đường, cái chia sẻ của mình á, đậu ngoài đường á, là hồi lúc trước á, mình đậu ở chỗ này thì những cái chỗ này nè nó cho đậu, nhưng mà lâu lâu cái mình thấy nó cấm một cái bảng này nè. Lâu lâu mình thấy cấm cái bảng này mình phải coi chừng. Thì cái bảng này á là tạm thời nó không cho mình đậu từ khoảng thời gian đó tới thời gian đó. Và khi đây nè, ví dụ như cái này là từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều của ngày này là từ ngày 19 tháng 12 cho đến 15 tháng 12 là những cái chỗ này không được đậu. Nếu mình đậu là nó sẽ kéo xe mình đi. Thì cái này là kinh nghiệm xương máu, mình đã bị một lần rồi. Học xong 5 giờ chiều ra thấy chiếc xe mình mất tiêu, thì ra là bị câu đi, thì mình phải tốn tiền nó chở mình đi, tốn tiền bãi rồi tốn tiền phạt nữa. Anh là cái đó là kinh nghiệm xương máu của mình, để lại cho những sinh viên nào mà muốn đậu xe miễn phí tại Cincinnati, tại UC ấy. Thì thực ra những cái trường khác mình nghĩ cũng vậy thôi. Thì thôi bây giờ mình đã giải quyết xong vấn đề, thì bây giờ mình đi về để làm cái financial aid. Bây giờ mình đi về các bạn nha, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video tiếp theo. Quá trời chim ở Mỹ này, chim sống quá nè, mà đang lại ngại gì mà nó bay ra ngoài. Chim đậu chung để điên nha.